Rồi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái soạn thảo thư tín thương mại. Thật ra thì đối với những cái bạn ở văn phòng khóa 10 văn phòng khóa 10 10 13 ấy thì lớp văn phòng khóa 13 thì các bạn đã được học cái môn gọi là soạn thảo văn bản. Tức là khi học cái môn soạn thảo văn bản này thì các bạn đã được học về phương pháp và thể thức, tức là phương pháp soạn văn bản cả đúng về thể thức và hay về nội dung. Tức là chúng ta đã học về 7 loại văn bản, đó là tờ trình này. Tờ trình thì chúng ta có tờ trình nội bộ và tờ trình ra bên ngoài, báo cáo, quyết định, thông báo, biên bản, công văn và hợp đồng. Đúng không ạ? Chúng ta đã học về 7 loại văn bản. Và chúng ta đã học về các 15 thành phần thể thức, tuy nhiên chúng ta học về 9 thành phần thể thức cơ bản và cách chúng ta soạn văn bản đó như thế nào, cả về thể thức lẫn nội dung. Còn ở bây giờ hôm nay ấy, thì mình tức là cái môn học ngày hôm nay của chúng ta đó, lần này cô đang dạy các bạn ấy, nó là một môn nó là khá đặc thù, nó là soạn thảo thư tín thương mại. Thì các bạn cứ hình dung là thư tín thì giống như là chúng ta thư đúng không ạ? Chúng ta viết một bức thư gửi cho đối tác này, cho đồng nghiệp này, cho cấp trên này, đó vân vân. Chúng ta viết thư, và khi viết thư thì các bạn thấy là chúng ta có thể dùng các định dạng như là mail, như là Gmail, như là Yahoo, rồi các cái mail cá mail mail trong trong cơ quan tổ chức ấy, chúng ta có một cái tên miền riêng. Chúng ta có trang web, chúng ta có tên miền riêng, như là trường Cao đẳng Viễn Đông thì là tên miền là Vido. Các trường, các cái công ty thì nó sẽ tùy tên công ty chúng ta sẽ có tên miền khác nhau đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ gửi qua, có thể là qua mail, có thể là chúng ta viết hẳn một cái bức thư mà thường là các bạn thấy là thư giống như thư giới thiệu sản phẩm này, thư khiếu nại này, thư mời này, chúng ta sẽ hay viết trên một cái thư mà có cái tiêu đề, tên tiêu đề là thư, tựa là thư theo giấy giấy tiêu đề đấy, giấy tiêu đề của tên cơ quan thì chúng ta cũng gọi đó là thư tín. Thì giống như là cái thư tín này thì nó gia nhập từ ở nước ngoài. Thông thường là chúng ta hay viết thư thư tín này nó là từ bên dụ các nước ngoài họ hay hay họ phát sinh, tức là nó bắt nguồn ấy là từ từ bên các cái về về chúng ta thường hay giao dịch, tức là thường là thư tín là những cái sự giao dịch giữa đối tác, giữa bên công ty A, công ty B, hoặc là chúng ta viết một cái bức thư giới thiệu sản phẩm, thư chào hàng ví dụ như thế. Và các bạn thấy là thường thư tín này chúng ta sẽ học bằng tiếng Anh là chủ yếu, nhưng ở đây thì do là các bạn làm ngành là quản quản trị văn phòng nên chúng ta sẽ học cái thư tín này bằng tiếng Việt đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn là cách mình viết thư như thế nào. Thì các bạn thấy là ở đây cô đang cho các bạn xem một cái file Word, nó cũng giống như là cô chỉ hướng dẫn cái trong cái clip này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về thể thức thôi nhé, về thể thức. Còn cái nội dung thì cô sẽ dạy cho các bạn nó là 30 tiết trong 7 buổi, thì các bạn sẽ học từng cái loại nội dung ra viết thư như thế nào. Còn ở đây thì cô sẽ hướng dẫn về thể thức cho các bạn. Thì các bạn thấy cô đang mở một cái Facebook thế này, thì cơ bản chúng ta có thể viết một cái bức thư đang, tức là chúng ta đang 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 hình dung cách viết trên một cái, chúng ta đã viết trên một cái Facebook, tức là ra đến đúng ra thì các bạn sẽ viết, các bạn sẽ được mở một cái mail của bạn lên đúng không, kỹ năng sử dụng mail của bạn đấy, bạn viết một bức cái mail thì chúng ta sẽ viết là subject này, chúng ta sẽ có là người gửi này, xong đến người nhận này, xong đến tiêu đề này, bắt động đến nội dung, và chúng ta sẽ có những cái chữ ký của người gửi người nhận nếu có đúng không. Thì ở đây cái bức thư chúng ta đang hình dung là như vậy, cho nên các bạn sẽ sao nó sao nó thì thường các bạn sẽ sao nó là tên tên của bạn, văn A lên văn B gì đấy thì cô không biết nhé. Tên của bạn thì các bạn sẽ để là văn phòng 12, văn phòng 13 gì đó, văn phòng 13, văn phòng 14, rồi là chúng ta sẽ là cái bài bài tập mà cô giao cho các bạn, nó chúng ta sẽ học khoảng 7 đến 8 loại thư tín. Thì các bạn ghi ví dụ bài tập về thư thư mời, chúng ta sẽ học thư mời đầu tiên, rồi chúng ta sẽ học các cái thư thư cảm ơn, thư khiếu nại gì đấy, thì các bạn ghi ví dụ thư mời chẳng hạn đó. Thì các bạn ghi thư mời các bạn lưu ở ổ D đi, lưu trong ổ D cho máy tính không. Cái này cô đã có một cái thư giống giống như vậy rồi, tức là nãy cô mới làm. Các bạn đi vào ổ D được chưa? Thế là các bạn sẽ để đầu tiên các bạn sẽ để một cái file Word, mở lên một cái file Word thế này. Các bạn đang 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 diễn tả ra một bức thư đấy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào cái phần bắt đầu base setup trước nhé. Base setup thì chúng ta sẽ có là top ạ, vì các bạn để là ba. Pattern nó sẽ là 4 nhé, tức là các bạn đang nó giống như là một cái hình vuông, nhưng mà cái phần khúc khúc dưới cái pattern nó bao giờ nó cũng lớn hơn. Các bạn nên để cái tiêu đề người ta khuyến cáo ấy. Cái này trong cái mà cách phương pháp viết thư ấy, thì người ta khuyến khích là mình để cái phần 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 cuối thư nó sẽ rộng ra
để cho người ta dễ hình dung. Chúng ta có thể viết thêm và đính kèm cái gì đấy. Và được chưa? Paper thì chúng ta có thể để letter hay A4, mà thông thường mình để A4 thì nó đẹp. Đấy, nếu bạn để A4 như thế thì trong cái phần này thì bạn cần chọn A. Đáng lẽ là cái mà khổ sai chữ hay là kiểu chữ của chữ tín thì nó cũng không quan trọng, nhưng mà tại vì chúng ta hay dùng Thumb New Roman quen rồi, chúng ta có thể Thumb New Roman sai chữ 13 thôi, chứ còn nó cũng không phải là yêu cầu các bạn đúng là Thumb New Roman sai chữ 13, nhưng mà cái này là cũng để cho nó đẹp. Và bạn có thể dùng AIA hoặc các bạn dùng bất kỳ một cái sai thông chữ nào các bạn thấy đẹp, nhưng mà miễn là đẹp nhưng mà phải đúng nữa nhé. Tức là đẹp nó phải dễ nhìn, nó phải bắt mắt, nó phải là một cái phông chữ thông dụng mà tất cả mọi người xài, không không đừng có hoa hoa bay bướm quá thì nó không không được đẹp, được chưa? Thì các bạn có thể sử dụng như này. Thì chúng ta sẽ có ba cái cách viết thư ở đây, thì cô sẽ hướng dẫn ở đây cho các bạn để sau này các bạn có thể mở clip này các bạn xem là cái cách viết thư nào các bạn nhớ lại. Sau này thì trong bài cô cũng dạy cho các bạn, ý là cô cho các bạn cái clip này để các bạn nhìn nó dễ hơn, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có hình thức đầu tiên là cái hình thức nó kiểu cách nhất. Hình thức kiểu cách nhất thì chúng ta sẽ sử dụng hình thức này cho bất kỳ một cái qua viết thư nào, và hình thức kiểu cách này nó sử dụng cho cái là viết thư theo kiểu người châu Á đấy, gọi là lịch sự âm tính. Thì người châu Á mình khi mà viết thư thì rất là xem trọng những cái kiểu cách đó, thì các bạn sử dụng hình thức này. Như thế này thì chúng ta sẽ để cái phần người gửi, đầu tiên là người gửi ở trên nhé. Người gửi ở trên nó là căn căn cái khung khúc giữa này, nó sẽ là các hình dung lấy to, đầu tiên nó hệ to gửi, cái người gửi là gửi đâu, xong đến đến người nhận, đúng không? Xong đến subject tiêu đề, đúng không? Đấy là người gửi ở đây. Người gửi thì các bạn có thể trong đề tiêu trong đề bài thì cô cũng sẽ nói cho các bạn. Ở đây các bạn cứ ví dụ đi, ví dụ như người gửi đó là một công ty đi, công ty ABC đi ha. Đó, địa chỉ công ty là ví dụ như là ở 1234 Trại. Nó sẽ có tên công ty, địa chỉ, phường 5, quận 5, Hồ Chí Minh. Rồi xong rồi đến số điện thoại, ví dụ 089. Cái này tự viết thôi. Rồi đến fax nếu có, đúng không? Có fax thì chúng ta để fax. Đó. Xong rồi nó sẽ có là ngày tháng năm. Hiệu thành. Đó, ngày tháng năm nó sẽ ở đây luôn. Này. Thế thì các bạn có thể tự ghi ngày tháng năm nào đó thì bạn tự ghi vào đây được chưa? Không cần phải căn giữa, căn 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 ngang, căn dọc gì đâu. Rồi phần đến xong cái phần này thì chúng ta sẽ đi ra ngoài lề, mà đi ra ngoài bên này và căn bên này thôi. Thì chúng ta sẽ là công ty xếp thì số địa chỉ là công ty, cái này là công ty ở trên là công ty của các bạn nhé, công ty các bạn gửi thư, hoặc các bạn có thể để tên các bạn cũng được nếu các bạn là người liên hệ, còn đây là để các bạn để tên công ty nếu công ty là người liên hệ. Nếu ở trên này là giấy tiêu đề nó có cái tiêu đề của công ty địa chỉ rồi thì các bạn không cần phải để cái này, các bạn có để luôn cái tên công ty người người nhận luôn, là để người nhận luôn. Còn nếu như thế này là giấy tiêu, nó không có giấy tiêu đề, các bạn đang viết tập như là chúng tôi như cô viết để trong một bài tập bài thi thì bạn để tên thế này. Rồi hình xong các bạn để tên địa chỉ 178 189 rồi đi like cái này tự này tự trong đề có, hoặc là các bạn tự nghĩ quận 1. Đó. Rồi. Nó hơi dài ra một chút thì cũng được, không sao cả. Hoặc không thì các bạn khỏi để thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung để quận 5 thôi, nói chung là tùy các bạn viết thôi. Rồi cũng số điện thoại gì đấy. Rồi. Số fax. Rồi. Xong rồi khi mà cái này xong rồi thì các bạn sẽ để là kính gửi ai đấy ở đây. Kính gửi anh Dũng, giám đốc công ty. Cái này là các bạn đang để địa chỉ người người gửi người 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 gửi ở trên ấy, thì giám đốc công ty XYZ nhé, ví dụ thế. Các bạn cần mà còn lặp lại cũng được, không thì các bạn chỉ cần giám đốc là được rồi. Các bạn có thể lặp lại tên công ty của các bạn hoặc là để tên là giám đốc thôi.
Rồi ở đây nó sẽ trong tiêu đề bức thư nó sẽ ở thế này, in hoa luôn. Mời. Rồi bắt đầu mới là sau đoạn văn đầu tiên chúng ta sẽ tap vào một tab, sau đó chúng ta mới bắt là nhân dịp kỷ niệm gì đấy chúng ta sẽ viết đúng không? Nói chung là về nội dung thì các bạn sẽ tự viết. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái hình thức này thì chúng ta sẽ có là nó giống như là soạn thảo văn bản bình thường, nó sẽ có từng cái đoạn. Mỗi khi mà viết vào một thành một đoạn văn thì chúng ta sẽ tab vào một tab và cái dòng thứ hai sẽ đi ra ngoài lề. Đó. Chúng ta không cần phải là để paragraph này kia. Tuy nhiên là chúng ta viết thư tín đây. Các bạn đã thấy chúng ta sẽ viết đây là hình thức này là hình thức theo kiểu là đi sự âm tính là nó khá là cầu kỳ nên chúng ta sẽ có từng tab tab và chúng ta sẽ căn căn rất là chỉn chu như này. Xong rồi hướng xuống dòng, chúng ta sẽ xuống dòng. Ví dụ ở đây nó có BS hay cái gì chúng ta phải tab vào. Không cần thư thì thường nó hay có cái phần lưu ý chú ý thì đấy thì chúng ta viết thế này vào xong rồi có chữ ký đúng không? Cho chữ ký thì các bạn ví dụ như là giám đốc đốc của công ty này là công ty ABC này, tự giám đốc là anh Lê Văn A đi. Thế được chưa? Thì chúng ta cái này nó sẽ căn căn giữa đó được chưa? Nó cũng giống như thể là ta soạn văn bản bình thường ấy. Đây là hình thức đầu tiên là hình thức indent từ đến hình thức thứ hai thì các bạn thấy là chúng ta cứ copy cái này lại đi. Ta chỉnh trên này thôi. Các bạn khi mà viết viết một bức thư thì các bạn cũng sẽ viết đầu tiên tập á, khi mà tập thì các bạn viết đủ cho có ba hình thức như này, sau đó các bạn theo dõi chỉnh lại hình thức này nó lại sẽ là hình thức hình thức này nó sẽ là hình thức thì cái này bây giờ nó sẽ không cần phải căn thế này, nó sẽ thẳng hàng. Thì block thì nó thẳng hàng trên từ trên xuống dưới, chỉ có duy nhất cái chức vụ thì nó sẽ căn căn giữa. Cuối cùng chúng ta sẽ là có hình thức cuối cùng. Khi mà viết thế này thì chúng ta off thành ba hình thức để tập thôi. Thế còn các bạn khi các bạn viết thì tùy vào cái đề bài cô cho hình thức viết hình thức gì thì các bạn sẽ viết hình thức đó. Và sẽ gặp full block. Đấy, thì full block này thì nó sướng nhất, đó là theo hình thức lịch sự dương tính. Nghĩa là các bạn ba hình thức này thì đây là hình thức dành cho những cái bên châu Á họ rất là thích viết theo hình thức tỉ mẩn như thế này, là gọi là hình thức rất là cầu kỳ. Nó có tab đầu dòng và nó có căn căn lề như thế này rất là đẹp đúng không? Và có căn giữa có phần ký. Nếu có giấy tiêu đề thì chúng ta không cần viết cái tên công ty gửi ở trên này. Tiêu đề trên này nó có thì nó không cần, còn nếu không có thì chúng ta sẽ viết tên tiêu đề như này. Còn hình thức thứ hai là những cái hình thức gọi là hình thức này là nó là bán hình khối, semi-block là bán hình khối. Hình thức này là gọi là hình thức hình khối này. Hình thức bán hình khối thì nó sẽ là gần như là nó thẳng hàng từ trên xuống dưới nhưng có chỉ có chữ ký ở nó căn giữa thôi. Và hình thức cuối cùng là cái hình thức là gọi là nhanh gọn lẹ đấy, mà gần như các bạn thấy là người nước ngoài họ rất hay sử dụng. Gần như các bạn nhận một cái bức thư nào, một cái công văn, một cái văn bản nào của người nước ngoài gửi nó đều gửi theo hình thức full block hết, là từ trên xuống dưới nó thẳng hàng từ trên xuống dưới. Đó là cái hình thức thư tín thương mại, là nó có ba hình thức viết thư. Và đây cái clip này cô chỉ hướng dẫn, tức là cô hướng dẫn cho các bạn về cái thể thức thôi, còn cái việc là soạn từng bức thư đó như thế nào thì các bạn sẽ học trong 7 cái tiết học mà chúng ta sẽ học cái này. Để sau này ví dụ cô yêu cầu các bạn làm bất kỳ một cái, khi mà vào phần ngay bữa đầu tiên thì mình không chưa có học soạn thư đâu, bữa đầu tiên và bữa thứ hai thì mình mới học lý thuyết thôi. Bắt đầu từ bữa thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu trở đi thì bắt đầu mình mới bắt đầu học soạn thư. Thì các bạn lưu ý là khi mà học cái soạn thư thì chúng ta lúc mấy thư đầu về mấy phần thư đầu thì các bạn cứ phải viết đủ cho cô ba hình thức này. Sau đó thì về các hình các bức thư sau thì các bạn có thể chọn một trong ba hình thức các bạn viết để các bạn tập cho nó quen. Được chưa? Rồi, kết thúc ở đây.